thưa với quý vị các bạn, hôm nay mình làm đề tài tiếp theo, đó là nói về tin lành, mối họa, cải đạo. Mời các bạn đăng ký kênh để có động lực mình biết số được số lượt view, lượt đăng ký tăng lên, và mình sẽ hoan hoan vui vẻ và tiếp tục nghiên cứu làm những đề tài hay hấp dẫn hơn. Trong khi các nhà toán học khảng cổ giải thích rằng chơi đánh bạc sẽ bị chi phối bởi xác suất mà nhiều người thua hơn là thắng, số người đánh bạc vẫn tiếp tục chơi mê mẩn để nướng tiền và thua cuộc thiểu não. Mặc dù đã có bao nhiêu bài viết và có tính cách khoa học đầy thuyết phục tương tự như bài viết sau đây đã được phổ biến, nhưng dường như lối đánh cuộc thần linh vẫn còn sức hấp dẫn như sòng bạc casino. Nhiều tín hữu sẵn sàng đóng góp cho sòng bạc truyền đạo đến 10% tiền lương cho Chúa, vì nhà truyền giáo bảo thử đi cho Chúa một rồi Chúa sẽ cho lại gấp 10. Nhưng nếu chờ mãi không thấy hiệu quả thì nhà truyền giáo lại khuyến khích thêm: đừng nóng lòng, chờ thêm đi, Chúa đang thử lòng con. Hoặc có thể Chúa giúp công việc khác không đo được bằng tiền. Đôi khi may mắn mà có người ăn nên làm ra do sức người thì lại cho là Chúa đã đền ơn cho ta. Loại thần linh như thế có phải là thứ mà chúng ta phải kính nể hay phải khinh bỉ, chế nhạo? Ít ra sòng bạc casino còn sòng phẳng hơn, lấy tiền trả lại bằng tiền ngay tức khắc, hoặc ăn tuốt luốt trước sự ưng thuận của kẻ mê chơi. Còn Thiên Chúa thích thuận tiền, thích nhận tiền và tiếp tục thử cho đầy túi tham, trả lại cho người ta những lời hứa hảo. Những gì không thể chứng minh được tiền bạc đó đi về đâu nếu không phải là để làm mạnh thêm guồng máy gặt gẫm. Những người mê sòng bạc sẽ tán gia bại sản, con người theo đạo Chúa sẽ bán một dân tộc. Trong phần tóm lược dưới đây, giáo sư Trần Trung Ngọc cảnh báo chúng ta cần nhận thức rõ hiểm họa của tin lành không phải là ở chỗ tín đồ tin lành thì mê tín, và các mục sư tin lành thì ngu muội theo như nhận định của Ingersoll, mà là ảnh hưởng tác hại khi tin lành dùng mọi thủ đoạn và dựa vào uy thế và kinh tế quân sự nếu có thể được, để áp đặt sự mê tín và ngu muội trên những cộng đồng yếu kém về kinh tế vật chất, và từ đó tạo nên một lực lượng chính trị để đàn áp hoặc khuynh đảo các chính quyền địa phương sau bình phong chiêu bài tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, nhân quyền. Vài nét đại cương cùng với Cato Roma giáo, tin lành đang suy thoái trầm trọng ở phương trời Âu Mỹ, nhưng rất có thể sẽ gây ít nhiều xáo trộn trong xã hội Việt Nam. Nếu Việt Nam để cho tin lành tự do đi ngõ cửa, gõ cửa từng nhà để truyền đạo liếu láo và xúc phạm dân tộc, tại sao? Vì thực chất tin lành chỉ là một tổ chức buôn thần bán thánh, nhiều tính chất thế tục hơn là tôn giáo. Tin lành mê hoặc những người đầu óc yếu kém cả tin bằng ơn cứu rỗi, một cái bánh vẽ trên trời từ của mục sư Inni Ringgap, của một người dân thường Do Thái Giê-xu mà họ ngụy tạo là Chúa của nhân loại. Tin lành nhồi sọ những người dễ tin này để họ tuyệt đối tin rằng cuốn Bible, tôi tránh dùng từ kinh thánh vì trong đó chẳng có gì là thánh cả, vì là những lời mặc khải của Thiên Chúa nên không thể sai lầm. Một học giả Natalie Donald Watts đã nhận định trong cuốn The New Revelation trang 51, những nhà bảo thủ tin lành tin rằng con đường tiến tới là con đường đi giật lùi, giật lùi về đúng những lời nguyên thủy của cuốn Kinh Thánh. Một cuốn sách phải đọc nguyên văn là áp dụng từng câu từng chữ, trong khi đó thì
ngày nay những nghiên cứu về cuốn Bible đã đồng thuận ở điểm. Cuốn Bible này có rất nhiều điều sai lầm về thần học cũng như về khoa học, không hợp với thời đại và có tính cách ngu dân. Người ta đã có thể kiếm ra trên 170.000 điều sai lầm trong cuốn Bible. Một số học giả nghiên cứu về cuốn kinh của Kitô giáo đã nói rằng trong đó có trên 170.000 điều sai lầm. Alistair Rudd, giáo sư môn lịch sử thần học Đại học Oxford, nói về đạo Tin lành trong cuốn Ý tưởng nguy hại của Kitô giáo của cách mạng Tin lành lịch sử thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 21. Tại sao đạo Tin lành lại nguy hại? Vì đạo đó đặt căn bản trên một ý tưởng nguy hại rằng cuốn Bible là nguồn uy quyền chính cho đạo Kitô. Đây chính là vấn nạn của những người Tin lành tin vào những điều sai lầm mà không biết. Và lịch sử đã chứng minh là vì tin tất cả vào cuốn Bible cho nên kinh Kitô giáo đã gây không biết bao nhiêu tác hại cho nhân loại. Họ ngu muội mà không biết rằng mình ngu muội. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều này khi bàn về cuốn kinh Kitô giáo. Vì bị mê hoặc và thuần hóa và vì không có đầu óc để nhận ra những sự lừa dối trong những thủ đoạn truyền giáo của Tin lành, nên khi đã vào trong của Tin lành rồi thì đầu óc của con người Tin lành như bị ma ám, luôn luôn bị ám ảnh bởi một ý tưởng rằng họ đã nắm trong tay cái mà họ cho là chân lý của cuốn Bible. Nghĩa là theo như họ đã bị tẩy não, nếu đặt hết lòng tin, trao hết linh hồn cho một người dân thường Do Thái mà thực chất chẳng là ai cả, theo nhận định của một số học giả và bậc lão đạo trong Kitô giáo, nhưng được Kitô giáo tôn lên làm Chúa để lừa bịp ngu dân, thì họ sẽ được cứu rỗi, không hề biết rằng mình đã bị lừa bịp bởi một cái bánh vẽ trên trời. Vì Tân Ước đã viết rõ, không có chuyện Chúa Giêsu cứu rỗi những người không phải là Do Thái. Không lạ gì chúng ta thấy trong một số nhà thờ Tin lành ở Nam Hàn, và có thể cũng xảy ra ở Việt Nam, tín đồ có những cử chỉ hành động như điên cuồng, như đang trong cơn mê mẩn cuồng loạn vì ảnh hưởng của ma túy. Với một đầu óc đóng khuôn trong sự ám ảnh như vậy, người Tin lành gạt bỏ mọi bằng chứng trái ngược với niềm tin về sự cứu rỗi của họ. Cho nên bất cứ nền văn hóa nào mà không chấp nhận cái chân lý hoang đường mà ngày nay mọi người có đầu óc đã gạt bỏ trong thế giới tân tiến Âu Mỹ thì theo họ đều phải phá bỏ và hủy diệt. Vì đó là lời dạy của Chúa của họ trong cuốn Bible. Và làm theo lời Chúa dạy thì họ sẽ được lên thiên đường. Vì vậy chúng ta thấy ở những nơi kém phát triển và dân trí còn thấp mà Tin lành kéo được một số người không có mấy đầu óc vào trong tròng của Tin lành, thì bọn người Tin lành này thường hung hăng xuyên tạc, phỉ báng các tôn giáo khác và các nền văn hóa khác. Hiểm họa Tin lành là ở chỗ này. Vì như trên đã nói, cuốn Bible có rất nhiều điều sai lầm về thần học cũng như về khoa học, không hợp với thời đại và có tính cách ngu dân. Vì bản chất thực sự ngu muội và đặc biệt cuồng tín, các tín đồ Tin lành thường làm càng bất kể lý lẽ và có những hành động vô cương, vô pháp, vô tổ quốc. Sở dĩ họ có thể làm được như vậy là vì họ lợi dụng tinh thần bao dung của những xã hội phi Tin lành, đặc biệt là những xã hội Phật giáo. Ngoài ra họ dựa vào thế các cường quốc mà đa số theo Kitô giáo như Mỹ, Anh, Úc, v.v. Dưới bình phong tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do truyền đạo mà các giáo hội Kitô chủ trương một cách trịch thượng, độc đoán, bất kể đến các nền văn hóa khác nhau và quan niệm về tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng rất khác nhau trong các quốc gia trên thế giới. Chúng ta biết rằng cuốn Bible gồm có hai phần, Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước chủ trương độc thần, con người chỉ được thờ thần của Do Thái, Jehovah, cho nên không phải tiêu diệt, phá hủy mọi dấu tích của các tôn giáo thờ thần khác, không khoan nhượng đối với những người thờ thần khác. Bởi vậy ngày nay mà chủ trương này vẫn được Kitô giáo nói chung thi hành. Bất cứ ở nơi nào có thể, những vụ phá chùa ở Nam Hàn hay Việt Nam
đã chứng tỏ như vậy. Hơn 80% cựu ước là những chuyện giết người, hàng loạt tàn bạo, loạn luân, vô đạo đức, v.v. Còn Tân ước nói về huyền thoại cứu rỗi của Giê-xu, một huyền thoại mà linh mục James Cavanaugh cũng như giám mục John Selby Strong đòi phải dẹp bỏ, vì kết quả nghiên cứu của các học giả Tây Phương trong vòng 200 năm nay đã chứng tỏ rằng Giê-xu chỉ là một thường dân Do Thái sống với ảo tưởng mình là con của God của Do Thái. Với chủ trương buôn thần bán thánh, Tin Lành truyền đạo dựa vào hai câu nhậm nhí nhất trong Tân ước John 3:2.16 đến trang 18 mà họ cho ra tin mừng. Một loại tin mừng khiến đầu óc của họ mê mẩn như người nghiện ma túy, không thể dứt bỏ được. John 3:2.16. God quá yêu thương thế gian đến nỗi ban con duy nhất của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt nhưng được sống đời đời. Và câu tiếp theo là John 3:2.18. Người nào không tin vào Giê-xu thì đã bị đày đọa rồi, vì người đó không tin vào đứa con duy nhất của God. Đây là những câu nhảm nhí nhất trong Tân ước mà người Tin Lành không nhận ra, mà trái lại còn cho đó là tin mừng. Tại sao tin mừng phúc âm lại là một câu nhảm nhí như John 3:2.16? Tại vì câu này chỉ có thể áp dụng cho những người sinh sau Giê-xu mà thôi. Lẽ dĩ nhiên chỉ có những người sinh sau Giê-xu mới có thể biết đến Giê-xu và tin Giê-xu để không bị luận phạt và có cuộc sống đời đời. Lẽ dĩ nhiên sau khi chết, như được viết rõ trong Tân ước, ngay cả bố mẹ Giê-xu là Joseph và Maria cùng các em trai em gái Giê-xu cũng không tin Giê-xu là đấng cứu thế, trái lại còn cho là Giê-xu đầu óc bất bình thường. Cho nên chắc chắn là họ đều bị Giê-xu luận phạt và bị đọa xuống hỏa ngục vĩnh viễn. Khoa học đã chứng minh là loài người đã xuất hiện trên trái đất đã nhiều trăm ngàn năm, nếu không muốn nói là cả triệu năm, hình thành do quá trình tiến hóa. Điều mà chính giáo hoàng John Paul đệ nhị của Cato Roma giáo cũng phải thừa nhận. Vậy lịch sử loài người đâu chỉ bắt đầu từ khi Giê-xu sinh ra, chết đi và sống lại. Nếu chúng ta có thể tin vào chuyện hoang đường này, ngay cả cựu ước của Do Thái cũng chỉ là God của Do Thái đã sáng tạo ra loài người theo hình ảnh của God cách đây khoảng 6.000 năm, nghĩa là trước khi Giê-xu sinh ra đời khoảng 4.000 năm. Vậy trước khi Giê-xu sinh ra đời, ông bà tổ tiên của Giê-xu, kể cả vua David, có ai biết đến Giê-xu để mà tin Giê-xu và có được cuộc sống đời đời sau khi chết và cũng vẫn chưa được cứu rỗi, vì Giê-xu chưa hề trở lại trần thế cho phần xác của tổ tiên mình nhập với phần hồn mà Giê-xu lấy ra từ một kho chứa linh hồn của God. Trước năm 1533, người Việt Nam không ai nghe và biết đến tên Giê-xu. Hiển nhiên không ai có thể tin Giê-xu. Vậy tất cả dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm trước năm 1533 cũng bị luận phạt hay sao? Những người Việt Nam tân tòng Tin Lành có nghĩ đến các điều hoàn toàn vô nghĩa như trên hay không? Vì trong số những người không biết đến và không tin Giê-xu có cả những tiền bối hay tổ tiên xa của họ, có khi lại chính là cha mẹ, anh em, thân thuộc của họ. Điều lạ là ngày nay các tín đồ vẫn còn tin theo cái tín lý quái gở cực kỳ vô lý đó ở một tâm cảnh vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến đời sống đời đời sau khi chết của riêng mình mà không hề nghĩ đến bản chất ác độc, phi lý, phản khoa học, hoang đường, bất khả áp dụng của sự luận phạt mà Tân ước đưa ra để hù dọa những người không tin Giê-xu. Không những chỉ ích kỷ mà họ còn để lộ một tinh thần yếu kém, sợ sệt thần linh. Trong thời đại tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay mà quan niệm thần linh khi xưa đã không còn chỗ đứng. Nhưng như trên đã nói, họ bị lừa bịp để tin vào Giê-xu, hy vọng có thể có cuộc sống đời đời trên một thiên đường giả tưởng. Trong khi Tân ước đã viết rõ không có chuyện Chúa Giê-xu cứu rỗi những người không phải là Do Thái. Trong thời đại mà các lý thuyết thần học của Kitô giáo đã không còn ý nghĩa, tại sao họ vẫn có thể tin vào một thần của người Do Thái mà bản chất cũng không khác gì những thần trong nhân gian trên khắp thế giới, được người Do Thái tạo dựng lên
với hy vọng đáp ứng được những khao khát, ước muốn của mình. Do đó, tin Giê-xu thì có được cuộc sống đời đời lẽ dĩ nhiên sau khi chết chỉ là một thủ đoạn mê hoặc, bịp bợm, phi lý, rất trắng trợn như vậy mà không mấy người nhìn ra. Một điều đáng nói là những tăng tầm tin lành ở Việt Nam thì cực kỳ cuồng tín và ngu muội, giống y như những tín đồ tin lành ở Nam Hàn. Và khi đầu óc bị bấn loạn bởi ảo tưởng mình là dân chúa thì họ có thể làm tất cả những điều phi lý và cuồng điên. Chúng ta hãy lấy một trường hợp điển hình, một chuyện hoai hài nhất thế kỷ đã xảy ra ở Việt Nam. Mục sư tin lành Trần Long thuộc Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm Việt Nam lấy tư cách của một môn đồ của Chúa Giê-xu để gửi một thông điệp phước lành cho nhà cầm quyền Việt Nam, để kêu gọi nhà cầm quyền hãy từ bỏ nền văn hóa dân tộc để theo nền văn hóa tin lành, cũng là nền văn hóa thiên đàng. Trần Long viết: phục hồi bản sắc văn hóa của dân tộc là để văn hóa tin lành tuôn chảy trong lòng dân tộc, vì đây là văn hóa của dân tộc Việt Nam, cũng là văn hóa toàn thế giới. Chúng ta có thấy kẻ nào ngu dốt cuồng tín hơn mục sư Trần Long không? Những điều Trần Long viết trên phản ánh một đầu óc bấn loạn như bị ảnh hưởng của một loại ma túy nào đó, ngày nay ta hay gọi là ngáo đá. Vì thực chất văn hóa tin lành nếu có là loại văn hóa hạ đẳng, và văn hóa thiên đàng là văn hóa của ông rùa, sừng thỏ. Ấy thế mà vẫn có nhiều người tin vào những cái câu Gioan 3:2-16 nhảm nhí này và đi theo đạo Kitô nói chung, tin lành nói riêng một cách ngu si, vô trí. Không những thế, họ còn phỉ báng nền văn hóa và những tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của dân tộc như trong tuyên ngôn phục linh gần đây ở Mỹ Đình. Đây không phải là chuyện tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng. Đây là hành động khiêu khích cả một dân tộc mà tuyệt đại đa số không theo cái đạo quái gở đó. Điều khó hiểu đối với tôi là tại sao chính quyền và dân chúng lại rất thụ động trước những lời hỗn xược, vô cương, vô pháp của một đám người cuồng tín, một đám người bị tẩy não, coi những điều mê tín hoang đường trong Kitô giáo mà Tây Phương đang dần dần phế thải như những viên ngọc quý. Phản ứng của các quốc gia khác đối với việc cải đạo. Một mục sư ở Singapore nói láo về Phật giáo đã bị chính quyền Singapore khiển trách và cảnh cáo. Sau đây là bản tin về vụ này. Singapore, ngày 8 tháng 2, Bộ An ninh Quốc nội Singapore ISD đã triệu tập mục sư Ronnie Tan, người sáng lập hội truyền bá Phúc âm Hải Đăng, để cảnh cáo những bình luận mang tính bôi nhọ và công kích của ông ta về Phật giáo và đạo giáo trong các cuộc giao lưu giữa ông và các thành viên của hội thánh. Bộ Nội vụ Singapore khẳng định những bình luận của mục sư Ronnie Tan là hoàn toàn không thích hợp và không thể chấp nhận, vì đã hạ thấp và xúc phạm tín đồ Phật giáo và đạo giáo, đồng thời có thể làm nảy sinh sự căng thẳng cũng như sự xung đột giữa cộng đồng Phật giáo và đạo giáo với cộng đồng Kitô giáo. Bộ An ninh Quốc nội Singapore cảnh cáo mục sư Ronnie Tan rằng trong việc truyền bá phúc âm hay trong việc dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, thiếu trình độ văn hóa và nghèo khó cải đạo sang tín ngưỡng của mình, ông không được bôi nhọ hạ thấp tôn giáo khác và phải ý thức tính nhạy cảm khi đề cập tới tôn giáo khác. Vào lúc 21:30 ngày 8 tháng 2, trong chương trình tin tức của đài truyền hình Channel 5, mục sư Ronnie Tan đã tự nhận khuyết điểm và xin lỗi công khai tất cả mọi người. Mục sư Ronnie Tan cũng bày tỏ sự ăn năn thống hối sâu sắc. Ông nói ông đã hiểu được rằng những ngụy biện và những bình luận của ông về giáo lý căn bản của Phật giáo và đạo giáo là hoàn toàn sai trái và mang tính công kích. Ông đã vô tình làm tổn thương các tín đồ Phật giáo và đạo giáo. Mục sư Ronnie Tan cũng hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm trên một lần nữa và khẳng định rằng ông sẽ khuyến cáo các thành viên trong hội của ông luôn luôn tôn kính Phật giáo và các tôn giáo khác nhằm xây dựng một đất nước Singapore hòa hợp. Một tin trên Internet cho biết bà Thủ tướng Julie Gillard nói với bọn Hồi giáo quá khích tại Úc như sau:
Những người Kitô giáo dựa trên những nguyên lý của Kitô giáo đã lập nên quốc gia này, và điều này đã được ghi trong sử sách rõ ràng. Nếu God làm Phật ý các ngươi, vì vậy tôi đề nghị các ngươi hãy chọn một nơi khác trên thế giới là cư gia mới của các ngươi. Vì God là một phần trong nền văn hóa của chúng tôi sẽ chấp nhận những niềm tin của các người và sẽ không hỏi tại sao. Chúng tôi chỉ yêu cầu các người nên chấp nhận những niềm tin của chúng tôi và sống trong sự hòa hợp và hưởng sự hòa bình với chúng tôi. Nếu các người không cảm thấy hạnh phúc sống ở đây thì hãy đi nơi khác mà sống. Chúng tôi không cưỡng bách các người đến đây. Các người xin chúng tôi để đến đây. Chúng ta nên hiểu là bà Thủ tướng Úc nói như trên không phải là kỳ thị tôn giáo, mà vì những người Hồi giáo sống nhờ trên đất Úc làm càn, đưa ra những đòi hỏi rất phi lý dựa trên những niềm tin và luật lệ trong Hồi giáo, hoàn toàn trái ngược với truyền thống văn hóa và tôn giáo của Úc mà chính quyền Úc không bao giờ chấp nhận. Trước những lời hỗn xược về văn hóa và tôn giáo truyền thống của Việt Nam, của bọn Tin Lành trong cái gọi là tuyên ngôn phục linh, tinh thần dân tộc của Việt Nam hiện nay ở đâu? Chẳng lẽ chính quyền và người dân cứ để cho bọn người hạ căn này làm loạn mãi hay sao? Tại sao chúng ta không thể bắt gọn bọn Tin Lành ngu si vô trí đó phải xin lỗi dân tộc, hay lôi chúng ra đánh đòn, hay vả vào miệng để cho chúng không còn nói bậy? Điều này chẳng có gì là quá đáng, không phải là bạo hành tôn giáo, mà chỉ là trừng phạt xét đến những hành động cuồng si, vô tổ chức, vô tổ quốc, phi dân tộc. Tại sao chúng ta không thể nói với bọn Tin Lành là Việt Nam chúng tôi có nguồn gốc con rồng cháu tiên, các tôn giáo khác sống trên tinh thần tam giáo đồng nguyên, sống hòa hợp với nhau và không xâm phạm nhau. Nếu các ngươi Phật ý và nguồn gốc dân tộc của chúng tôi và không muốn sống trên tinh thần tam giáo đồng nguyên, thì chúng tôi đề nghị các người kiếm một nơi khác trên thế giới mà sinh sống. Chúng tôi chấp nhận những niềm tin của các ngươi, chúng tôi chỉ yêu cầu các ngươi cũng phải chấp nhận những niềm tin của chúng tôi. Nếu các ngươi không cảm thấy thoải mái ở đây thì hãy rời khỏi đây. Chúng tôi không giữ các ngươi ở đây và chúng tôi hoan nghênh sự ra đi của các ngươi. Nếu các ngươi còn tiếp tục làm càn, ăn nói bừa bãi thì chúng tôi bắt buộc phải có biện pháp đối xử xứng đáng với những hoạt động phi tôn giáo, thiếu văn minh của các ngươi. Trong tập tâm thư gửi nhà nước Việt Nam của tác giả Nguyễn Mạnh Quang, sự chống đối việc truyền đạo Chúa ở khắp nơi trên thế giới được liệt kê ở 3 bài. Các nước Ý, Nga, Tiệp Khắc và Ba Lan chống Vatican. Các nước Hoa Kỳ, Mễ Tây Cơ, Cuba và Nicaragua chống Vatican. Các nước Nhật Bản, Trung Hoa và nhiều nước khác đối phó với Vatican. Cốt tủy những niềm tin trong Kitô giáo, một câu hỏi được đặt ra là với những điều mê tín hoang đường đã không còn mấy giá trị trong thế giới tân tiến Tây phương. Bằng chứng là Kitô giáo nói chung đang suy thoái thê thảm ở phương trời Âu Mỹ, mà tại sao Cato cũng như Tin Lành lại vẫn muốn mang những đồ đang cần dần dần bị phế thải ở Âu Mỹ truyền bá trong một số địa phương ở Á Châu và Nam Mỹ? Chúng ta đã có câu trả lời từ lâu, vì đó là những tổ chức thế tục buôn thần bán thánh khai thác đầu óc yếu kém của một số người trong xã hội tương đối kém phát triển, dân trí tương đối còn thấp. Cuối thế kỷ 19, Robert Anman Angerson đã đưa ra một nhận định về đạo Tin Lành. Tại sao đạo Tin Lành vẫn tồn tại? Điều này chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ là quần chúng bị mê tín và các mục sư thì ngu muội. Vào năm 2003, Joshi viết trong cuốn Những Người Bảo Vệ God, họ tin những gì và tại sao họ sai lầm. Câu hỏi chính đã trở thành không phải tại sao tôn giáo Joshi viết về Kitô giáo không chết đi, mà tại sao nó tiếp tục tồn tại trước hàng núi bằng chứng trái ngược với những gì Kitô giáo rao giảng. Đối với tôi, câu trả lời có thể tóm gọn trong một câu: quần chúng thì ngu muội. Nhiều nhà truyền giáo Tin Lành trên TV chỉ có một chút học vấn hay không có học vấn nào về tôn giáo của mình, và thảm thay ảnh hưởng của họ rất rộng.
rộng chỉ vì rao giảng cũ kỹ thuộc thế kỷ thứ 17 về tôn giáo của họ phục vụ cho trạng thái tâm lý cũng cũ kỹ, không có kiến thức mới. Của quần chúng thực tế là những người mù dẫn dắt người mù. Thống đốc Jesse Ventura của bang Minnesota nhận định Kitô giáo là một sự giả dối trống rỗng và là một cặp nạn cho những người có đầu óc yếu kém cần đến sức mạnh trong số đông. Nữ học giả Cato John Mel khi sau khi đã nhìn thấy rõ chủ đích và những việc làm của giáo hội Cato từ thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay đã viết trong cuốn Người tín đồ Cato tỉnh ngộ. Đạo Cato chỉ thịnh hành và phát triển trong đám người nghèo và ngu dốt. Nó chỉ bị khắc phục bằng giáo dục, mở mang dân trí, đời sống kinh tế thoải mái. Văn sĩ Josie, ở đây chúng ta cần phải giải thích từ ngu muội mà các tác giả dùng tên Josie giải thích trang 13-14. Khi tôi nói rằng tôn giáo lan rộng như vậy vì bọn chúng ngu muội, tôi quả quyết là họ thiếu những thông tin cần thiết để có thể đánh giá đúng những điều mà tôn giáo tự cho là sự thật. Một sự đánh giá như vậy đòi hỏi phải có một kiến thức ít nhất là bề ngoài của vật lý học, sinh học, hóa học, địa chất học, sử học, đặc biệt là lịch sử tôn giáo, tâm lý học, nhân chủng học và triết học. Hoặc nói một cách tổng quát hơn, có khả năng lý luận hợp lý hay nhận ra được những lý luận dối trá. Tôi cũng nói thêm là ngay cả khi quần chúng đó được những thông tin cụ thể trong khoa học và triết học cần thiết để đánh giá đúng những điều tự nhận của tôn giáo về sự thật, họ cũng không thể sử dụng chúng được. Đơn giản là đầu óc của họ không thể tiêu hóa nổi những thông tin như vậy. Điều rõ ràng trong trường hợp của nhiều người được cho là thông minh là đầu óc đó, cảm xúc của họ đã bị tê liệt từ nhỏ bởi một số tín lý trong tôn giáo, cho nên trên thực tế đã làm cho sự phân tích hợp lý không có ảnh hưởng vào những quan điểm về thần thánh của họ được. Quan điểm của tôi là chính sách nhồi sọ trẻ thơ này là trong một trong những tội ác lớn nhất đối với nhân loại, và nó đã được áp dụng qua nhiều thiên niên kỷ và ngày nay vẫn còn tiếp tục được áp dụng. Josie nhận định quả là vô cùng chính xác. Người Kitô giáo nhồi sọ con cái của mình từ khi còn nhỏ vì cho rằng những niềm tin tôn giáo của mình là đúng, là tốt đẹp nên muốn truyền lại cho con cháu, nhưng họ không biết rằng như thế là họ đã làm hại đầu óc trong trắng của những trẻ thơ. Bởi những điều họ tin không phải là tin vào sự thật mà tin vào những lời giả dối lừa bịp của người khác. Đó là một tội ác đối với nhân loại. Những người ngu muội không phải là những người không đủ khả năng trí óc, mà là những người ngu si theo nghĩa không biết rõ sự thật về chính tôn giáo của mình và mê muội vẫn còn tin vào những điều hoang đường của thời bán khai, đã lỗi thời và không có giá trị trong bộ kiến thức của nhân loại ngày nay. Cho nên chúng ta không lấy làm gì lạ khi thấy một số trí thức Kitô giáo Việt Nam vẫn còn mê sảng viết lên những điều mê muội của thế kỷ 17 và luôn luôn viện dẫn cuốn Bible như là một nguồn tài liệu không thể sai lầm, dù rằng ngày nay thế giới có đầy đủ thông tin và bằng chứng chứng tỏ những điều Kitô giáo rao giảng là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta hãy đi vào từng điểm một về những niềm tin trong Kitô giáo trước kiến thức thời đại về những điểm đó để chứng minh nhận định của Josie ở trên. Về cuốn Bible, người Kitô giáo nói chung, nhất là Tin Lành, đều tin rằng vào sự không thể sai lầm của cuốn Bible vì họ được nhồi sọ đó lời mặc khải của God. Nhưng cuốn Bible là cuốn sách như thế nào? Thực tế là cuốn Bible có phải là do God mặc khải hay không? Thì trong cuốn Bible là những chuyện loạn luân, vẫn là loạn luân. Độc ác vẫn là độc ác, giết người vẫn là giết người, phi lý, phản khoa học vẫn là phi lý và phản khoa học, vân vân. Thật vậy, tất cả những chuyện thuộc về các loại sau đây chiếm phần lớn trong cuốn Cựu Ước: bạo hành giết người hàng loạt,
loạn luân, ăn thịt người, độc ác, dối trá với trẻ con, tục tiểu quá mức, trần truồng, đĩ điếm, hiếp dâm, thù hận tôn giáo và chủng tộc, nô lệ, say rượu, vân vân. Xin đọc cuốn tất cả những chuyện tục tiểu trong cuốn Bible của Gene Kama, chưa kể ra là những lời mặc khải của God về vũ trụ, nhân sinh, đã chứng tỏ là hoàn toàn sai lầm trước những sự kiện khoa học bất khả phủ bác ngày nay. Cuốn Tân Ước còn tệ hơn nữa, bịa ra những chuyện cứu rỗi của luận phạt. Tuy rằng trong Cựu Ước không có chỗ nào đến một cuộc sống đời đời ở trên thiên đường sau khi chết, hay tới một hỏa ngục để đày đọa và những con người không tin. Trong Cựu Ước chỉ nói đến một xeo, nơi mà mọi người tốt hay xấu đều phải tới đó sau khi chết. Khi huyền thoại về sự sống lại của Giê-xu được phát triển trong Tân Ước, thì xeo trở thành hỏa ngục để đày đọa những người không được cứu, nghĩa là những người không tin Kitô giáo xây dựng trên đầu óc yếu kém của con người. Sự sợ hãi về cái chết và sợ hãi phải đày đọa dưới hỏa ngục. Người Kitô giáo tiếp tục tin vào giá trị của cuốn Bible, bất kể là ngày nay đã có những tác phẩm nghiên cứu về mọi khía cạnh trong cuốn Bible. Điển hình là những cuốn sách sau đây. Nếu đọc thì đầu óc của những tín đồ Kitô giáo cũng không thể tiêu hóa nổi, như Josie đã nhận định ở trên. Lẽ dĩ nhiên, những điều trích dẫn từ cuốn Bible trong những tác phẩm nghiên cứu này, các tín đồ Kitô giáo không bao giờ được nghe giảng trong nhà thờ. Cuốn Thánh Kinh thuộc loại dâm ô, một nghiên cứu bất kính về tình dục trong cuốn Bible của Ben Edwards Ackerley. Cuốn sách này dày hơn 400 trang, liệt kê những chuyện tình dục dâm ô loạn luân trong Thánh Kinh. Tất cả những chuyện tục tiểu trong cuốn Bible của Kamat Gan. Cuốn sách này dày hơn 500 trang, liệt kê tất cả những chuyện tục tiểu, tàn bạo, giết người, loạn luân vân vân trong cuốn Bible. Sách Chỉ Nam về cuốn Bible liệt kê những mâu thuẫn vô nghĩa, bạo tàn vân vân trong cuốn Bible. Sách Hướng Dẫn Đọc Thánh Kinh của Người Thấy Lại Chúa Nhưng Hoài Nghi của bà Ruth Hunnengren bình luận những chuyện tàn bạo, dâm ô, kỳ thị, phái nữ trong cuốn Bible. 100 điều mâu thuẫn trong Thánh Kinh của Matthew Govin liệt kê 100 điều mâu thuẫn trong cuốn Bible. Lột mặt nạ cuốn Bible của Joseph Levitt đưa ra những sai lầm trong cuốn Bible. Thẩm vấn Kitô giáo của William Fuller phân tích những quyển, từng quyển một trong cuốn Bible. Kitô giáo và loạn luân của Adnin Amber và Ines Joker viết về Kitô giáo và vấn đề loạn luân. Những sự kiện về loạn luân và kỳ thị phái nữ bắt nguồn từ cuốn Bible. Với nội dung của cuốn sách Bible như trên, không lạ gì ở Hồng Kông đã có phong trào đòi Ủy ban Đạo đức Hồng Kông phải xếp lại cuốn Bible của Kitô giáo và loại sách tục tiểu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân và cuốn Bible phải bọc kỹ, và bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi. Xin nhớ rằng những cuốn sách khảo cứu về cuốn Bible như trên đã được phổ biến rộng rãi trên đất Mỹ và Tin Lành ở Mỹ qua vài thập niên, tụt xuống từ hơn 70% dân số còn dưới 50% dân số. Dù có nhiều quyền thế trong chính trị và tôn giáo cũng không có cách nào dẹp bỏ những cuốn sách trên hay đối thoại để phản bác, vì tất cả đều là sự thật, sáng tạo hay biết bàn. Tín đồ Kitô giáo được dạy về tin rằng một vị thần của Do Thái mà thế giới Âu Mỹ gọi là God đã sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài, trong đó chỉ bằng vài lời phán trong vòng 6 ngày và cách đây khoảng 6.000 năm. Đó là những gì sách Sáng Thế Ký viết, nhưng khoa học ngày nay đã chứng minh rằng vũ trụ này hình thành từ một vụ nổ lớn của một vị điểm, danh từ quen thuộc gọi là nổ này là Big Bang. Big Bang là hiện tượng nổ bùng của một vị điểm
vô cùng đặc, vô cùng nóng, nguồn gốc của vũ trụ ngày nay. Và đã xảy ra cách đây khoảng 13,7 tỷ năm, chứ không phải chỉ có 6.000 đến 10.000 năm, do sự sáng tạo của God như được viết trong Kinh Thánh, được coi như những lời không hề thể sai lầm của God. Sau Big Bang khoảng 8 tỷ năm mới có mặt trời, và sau đó cách đây khoảng 3 đến 4 tỷ năm mới có trái đất, là một hành tinh quay quanh xung quanh mặt trời, rồi sau đó mới có mặt trăng và một vệ tinh của trái đất. Như Thánh Kinh lại viết, God tạo ra trái đất trước rồi sau mới đến trăng sao. Mặt khác, khởi đầu trái đất chỉ là một khối nhão rất nóng, trong khi God của Kitô giáo lại tạo ra trái đất bao phủ bởi nước. Trước những kết quả khoa học bất khả phủ bác, giáo hoàng tiền nhiệm John Paul đệ nhị cũng như giáo hoàng đương nhiệm Benedict thứ 16 đều phải công nhận thuyết Big Bang, nhưng vớt vát lại uy tín của God bằng những điều mê sảng đối với thế giới. Từ năm 1981, Tòa Thánh Vatican đã mời một số chuyên gia đến để cố vấn cho Tòa Thánh về vũ trụ học. Cuối cùng cuộc hội thảo, các chuyên gia được giáo hoàng John Paul đệ nhị tiếp kiến. Ông ta nói với các khoa học gia là cứ tự nhiên nghiên cứu sự tiến hóa của vũ trụ sau vụ nổ lớn Big Bang, nhưng không nên tìm hiểu về chính lúc nổ, vì đó là lúc sáng tạo, do đó là tác phẩm của Thượng Đế. Còn giáo hoàng Benedict thứ 16 thì nói rằng đằng sau Big Bang là một bộ óc của God, hàm ý chính God đã tạo ra Big Bang chứ không phải là khoa học. Cả hai đều mê sảng vì cả hai đều chẳng biết God là cái gì, và cả hai đều chẳng hiểu Big Bang là cái gì, vốn liếng thần học của họ. Dù cao và hoang đường đến đâu cũng không cho phép họ hiểu được những lý thuyết về Big Bang với những phương trình khoa học phức tạp nhất, sáng tạo hay tiến hóa. Tín đồ Kitô giáo được dạy để tin rằng một vị thần của Do Thái mà thế giới Âu Mỹ gọi là God đã sáng tạo ra con người theo hình ảnh của God. Nhưng giáo hoàng Benedict thứ 16 mới dạy là tín đồ trong sứ điệp hòa bình gần đây. Nhưng khoa học lại chứng minh được rằng chính thuyết tiến hóa của Darwin đã tạo ra loài người chứ không phải là God. Và nay thuyết tiến hóa đã trở thành một sự kiện mà các nhà thần học Kitô giáo đã phải cúi đầu trước sự kiện này. Ở đây tôi sẽ không đưa ra những nhận định về thuyết tiến hóa của các khoa học gia, mà sẽ chỉ trình bày những thú nhận của một giới chức cao cấp trong Kitô giáo. Năm 1996, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã đặt thẩm quyền giảng dạy của giáo hội Cato Roma đằng sau quan điểm đoan chắc là thân xác con người có thể không phải là một sự sáng tạo tức thời của Thượng Đế, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần. Ngài nói những kiến thức mới nhất dẫn đến việc phải chấp nhận thuyết tiến hóa hơn là một giả thuyết. Linh mục dòng tên Taylor de Chardin trong Phenomena of Man, tiến hóa là một thuyết, một hệ thống hay một giả thuyết, nó còn nhiều hơn nữa. Nó là một điều kiện tổng quát mà mọi thuyết hoặc giả thuyết, mọi hệ thống phải cúi đầu trước nó và phải phù hợp với nó nếu chúng muốn được nghĩ tới và coi là đúng. Tiến hóa là một ánh sáng soi sáng mọi sự kiện, một con đường cong mà mọi người thẳng phải theo nó. Mục sư Anil Ringgat trong cuốn Going by the Book, thuyết tiến hóa là một trong những cấu trúc tuyệt vời và thành công nhất của tư tưởng con người. Mọi ngành khoa học đều phải tiếp tục ủng hộ và kiểm chứng quan điểm về sự tiến hóa. Thuyết tiến hóa giống như thuyết tương đối không còn là một thuyết theo nghĩa thông thường nữa, mà là một nguyên lý khoa học đặt căn bản trên rất nhiều bằng chứng, không còn phải bàn cãi nữa. Giám mục John Shelby Spohn trong cuốn Why Chicanery Mood Changer or Die
Thuyết tiến hóa làm cho Adam và Eva trở nên may nhất là những nhân vật theo truyền thuyết. Thuyết tiến hóa không dễ gì cho tổ chức tôn giáo chấp nhận, vì và ngày nay vẫn còn những tiếng nói cất lên từ những miền hẻo lánh của thế giới để chống đối thuyết này. Những tiếng nói này sẽ không bao giờ thành công. Nhân loại rõ ràng là tiến hóa theo một quá trình trải dài từ 4 tỷ rưỡi đến 5 tỷ năm. Không làm gì có hai cha mẹ đầu tiên là Adam và Eva. Và do đó cái hành động bất tuân lúc đầu của hai bậc cha mẹ đầu tiên không thể nào có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. Do đó cái huyền thoại về tội tổ tông đã bị một đoàn khai tử, và câu chuyện vững chắc về sự cứu rỗi do những người bảo vệ Kitô giáo dựng lên qua nhiều thời đại đã bắt đầu chao đảo. Chúng ta thấy ngày nay hầu hết các khoa học gia và giới trí thức có hiểu biết, ngay cả các bậc lãnh đạo cao cấp trong các giáo hội Kitô đều đồng thuận ở điểm thuyết tiến hóa đã trở thành một sự kiện. Những tiếng chống đối thuyết tiến hóa cất lên từ những óc đảo si ngay, ngu muội, điển hình là của một số tín lành tân tòng đã trở thành lạc lõng trong thế giới loài người. Thiên đường, người tín lành được dạy là cứ hoàn toàn đầu phục Chúa, tin Chúa thì sẽ được cứu rỗi, trong khi họ chẳng hiểu cứu rỗi là cái quái gì. Tại sao con người lại cần phải cứu rỗi? Họ bị mê hoặc bởi một cái bánh vẽ trên trời, cuộc sống đời đời với Chúa của họ ở trên thiên đường, một cái nhà ở trên trời. Họ được dạy là Chúa của họ sau khi bị đóng đinh, chết trên cây thập giá đã sống lại và bay lên trời, ngồi bên tay phải của cha ông ta ở trong một ngôi nhà trên trời. Nhưng chẳng có ai biết ngôi nhà đó ở đâu. Kính thiên văn hiện đại tân kỳ nhất ngày nay cũng không thể kiếm đâu ra cái nhà hoang đó, nhà hoang đường. Và cũng chẳng có ai từ cái nhà đó trở về để nói cho con người biết là cái nhà đó như thế nào và mặt mũi hai cha con Giê-xu ra sao. Do đó tháng 7 năm 1999, trước những khám phá sắc tín nhất của khoa học và vũ trụ, và trước những hiểu biết của con người ngày nay về cấu trúc của trái đất, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã bắt buộc phải tuyên bố thiên đường không phải là một nơi trừu tượng, mà cũng chẳng phải là một nơi cụ thể ở trên các tầng mây. Vậy rõ ràng thiên đường chỉ có trong những đầu óc thiếu oxy như đầu óc của mục sư Trần Long mà thôi. Còn tới hỏa ngục, những tín đồ tin lành vốn thuộc loại đầu óc yếu kém nên rất dễ rơi vào trọng của tin lành. Tin lành là một mặt dụ họ một cái bánh vẽ trên thiên đường, một mặt đe dọa họ là nếu không tin Chúa của họ thì sẽ bị đọa xuống hỏa ngục để cho ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt. Chúng ta đã biết Kitô giáo xây dựng trên sự sợ hãi của những đầu óc yếu kém ngày nay mà họ vẫn đưa ra những hình ảnh khủng khiếp dưới hỏa ngục để gieo rắc sự sợ hãi trong những bộ óc non nớt, trong những lớp học ở nhà thờ. Những người lớn theo tin lành là vì có đầu óc của họ không khác gì của trẻ con. Họ rất dễ tin những điều người khác khuyến dụ vì không đủ khả năng để nhận ra sự thật. Hỏa ngục chẳng qua chỉ là một thủ đoạn hù dọa những người đầu óc yếu kém và chưa trưởng thành như trên. Nhưng trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại ngày nay, giáo hoàng John Paul đệ nhị của Cato Roma không có cách nào khác là tỏ ra Cato giáo trong thập cập nhật hóa sự tiến bộ trí thức của nhân loại. Ngài phán, hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi God, mà là trạng thái hậu quả của những thái độ và hành động mà con người đã làm trong đời này. Lấy từ tư tưởng này từ thuyết nghiệp báo của Phật giáo, nhưng làm như nó là sự sáng tạo ra trí thức của Ngài. Nhưng như vậy là giáo hoàng bác bỏ phần giáo lý quan trọng nhất của giáo hội Kitô. Người nào tin Chúa
thì sẽ được Chúa cho lên thiên đường sống cuộc sống đời đời bên Ngài. Kẻ nào không tin sẽ bị Chúa phán xét đầy vĩnh viễn xuống hỏa ngục ở trong lòng đất. Điều mê hoặc tín đồ mà giáo hoàng viết trong cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng để trả lời câu hỏi tại sao nhân loại cần được cứu rỗi. Cho nên người tin lành nên biết đến câu bác bỏ sự hiện hữu của hỏa ngục của giáo hoàng và bỏ đi sự sợ hãi về một hỏa ngục khoan đường do tin lành dựng ra để thuần hóa họ. Chúng ta cần nhận ra ý nghĩa của vài sự kiện ở trên, chấp nhận thuyết Big Bang là nguồn gốc vũ trụ, chấp nhận thuyết tiến hóa là nguồn gốc của loài người, chấp nhận con người không phải là do God tạo ra tức thời mà là chính là kết quả của một quá trình tiến hóa dần dần và lâu dài. Chấp nhận không làm gì có thiên đường trên các tầng mây, chấp nhận không là gì có hỏa ngục dưới lòng đất. Giáo hoàng đã phá tan huyền thoại về Adam và Eva là tổ tông loài người do God tạo dựng từ đất sét và kéo theo không làm gì có chuyện Adam và Eva sa ngã tạo thành tội tổ tông. Do đó vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Giê-xu chỉ là những luận điệu thần học lừa dối của giới giáo sĩ Kitô giáo khi xưa được tiếp tục đưa ra không ngoài mục đích khai thác lòng mê tín của một số người có đầu óc yếu kém, huyễn hoặc và khuyến dụ họ tin vào những điều không thật. Tuy nhiên, chúng ta không thể hy vọng là mỗi tín đồ Kitô nói chung, Kitô nói riêng đều biết đến một sự thật không thể chối cãi, đó là toàn bộ nền thần học Kitô giáo với những quan điểm về Thiên Chúa, thuyết sáng tạo huyền thoại Adam và Eva, thiên đường và hỏa ngục, vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Giê-xu v.v. cũng như những nhãn hiệu hội thánh mà các giáo hội Kitô tự nhận hay những vai trò thần thánh tự tạo cho giáo hoàng tin linh mục v.v. nay đã không còn chỗ đứng trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại. Đầu óc của họ đã bị tê liệt và những cảm xúc của họ đã bị đóng khuôn trong đức tin. Một đức tin không cần biết, không cần hiểu, cho nên họ không thể tiêu hóa được một sự thật như trên. Tiếp theo, người Việt Nam và ơn cứu rỗi. Từ những tài liệu trong phần trên, hiển nhiên những người theo tin lành là vì bị lừa dối để ham hố một sự cứu rỗi của Chúa, để có một cuộc sống đời đời trên một thiên đường giả tưởng của Kitô giáo. Họ bị lừa dối và mê hoặc mà không biết. Vả chăng nếu họ không phải là người Do Thái thì không làm gì có chuyện Chúa Giê-xu cứu rỗi họ. Giả sử Giê-xu có được quyền năng thần thánh mà Kitô giáo ban cho để thực hiện cái gọi là cứu rỗi một cái bánh vẽ, mà ngay cả những bậc lãnh đạo trong Kitô giáo đã bác bỏ thật vậy. Giám mục tin lành John Shelby Spong đã cho rằng vai trò cứu rỗi, cứu thế của Chúa Giê-xu cần phải dẹp bỏ, xin đập bài Giê-xu như là đấng cứu thế, một hình ảnh cần phải dẹp bỏ. Giám mục Spong viết một bài dài, trong đó có một câu sau đây: không có bất cứ một hình ảnh nào dừng để giải thích về nhân vật Giê-xu đáng được tồn tại. Hình ảnh hiển nhiên nhất để loại bỏ trong đầu óc tôi có lẽ cũng là cái hình ảnh cổ xưa nhất về mọi diễn giải về Giê-xu, đó là cái hình ảnh của Giê-xu như là đấng thần linh cứu thế. Và linh mục James Kavanaugh cho rằng ơn cứu rỗi chỉ là một huyền thoại. Xin đọc bài Huyền thoại cứu rỗi của sách hiếm.net Trần Trung Ngọc. Linh mục Kavanaugh viết: nhưng đối với con người hiện đại, chuyện hy sinh của Giê-xu chẳng có ý nghĩa gì mấy, trừ khi hắn đã bị reo rắc sự sợ hãi và bị tẩy não từ khi mới sinh ra đời. Đối với tôi, linh mục James Kavanaugh, đó là một huyền thoại cứu rỗi của người bán khai, miêu tả một người cha giận dữ chỉ nguôi được cơn giận bằng cái chết đầy máu me của chính con mình. Đó là một chuyện độc ác không thể tưởng tượng được của thời bán khai. Tôi chấp nhận sự kiện là Giê-xu đã chết và ngay cả khi đã bị đóng đinh trên thập giá, nhưng tôi không thể chấp nhận cái huyền thoại
là cái chết của ông ta là để chuộc tội tổ cho tôi. Huyền thoại cứu rỗi trong Tân Ước chỉ là một cách diễn giải, đó là một huyền thoại của thời Bán Khai. Bản chất của nó giống như những huyền thoại của các dân tộc Bán Khai ở khắp nơi, nhưng nó hoang đường và độc ác hơn hầu hết các huyền thoại khác. Như vậy, ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu chẳng qua chỉ là một cái bánh vẽ trên trời. Từ của mục sư Erin Ringard mà Kitô giáo vẫn còn dùng làm mồi để nhử và đầu óc ngu muội. Nhưng vấn đề chính đối với các tín đồ Kitô giáo ở Việt Nam, Cato cũng như Tin Lành, ngay cả cái bánh vẽ trên trời Aliad cứu rỗi nếu có thì họ cũng không bao giờ có thể ăn được. Lý do rất đơn giản, Tân Ước viết rất rõ, Giê-xu không bao giờ có ý định cứu những người không phải là Do Thái. Chứng minh trước hết, đọc Tân Ước chúng ta thấy rõ là cái bốn phúc âm Matthew 16:27-28, 24:34 Mark 29:1, 13:30 Luca 21:27, 32 và Gioan 14:3 đều viết rõ là Giê-xu tin rằng ngày tận thế đã sắp tới và ông ta sẽ trở lại ngay khi một số tông đồ của ông còn sống. Do đó ông ta không có ý định thành lập bất cứ một giáo hội nào như các giáo hội Kitô ngày nay. Vì tin như vậy cho nên khi Giê-xu bảo 12 tông đồ đi rao giảng đạo của ông ta thì ông ta dặn Matthew 10:5-6 không được đi đến nơi nào có dân Gentiles và không được đi vào thành phố nào của dân Samaritan, và mà chỉ khi đi đến những con dân Do Thái bị lạc, nghĩa là chỉ đi ra giảng truyền đạo Chúa trong dân Do Thái mà thôi. Và câu tiếp theo trong Tân Ước Matthew 12:7, trong khi đi hãy rao truyền tin nước trời đã gần đến rồi, và Matthew 12:23 ta bảo đảm với các ngươi chưa đi hết các thành phố của Do Thái thì con của người, nghĩa là ta, Giê-xu đã đến rồi. Tân Ước còn viết rõ Giê-xu sẽ chỉ cứu dân Do Thái ra khỏi tội lỗi, Matthew 1:21, và sẽ ngự trị trên dân Do Thái đời đời mà thôi, Luca 1:2:33. Một đoạn khác còn nói rõ hơn nữa, Matthew 15:24, ta được phái xuống trần chỉ để cứu đàn chiên Do Thái bị lạc mà thôi. Ngoài ra, đọc Tân Ước chúng ta cũng còn thấy là Giê-xu rất ghét những người không phải là Do Thái, Matthew 15:21-28. Và còn gọi một người phụ nữ phi Do Thái là chó. Và Thánh Phao-lô khẳng định theo lời mặc khải của Thiên Chúa, Hebrew 13:8, Giê-xu Kitô luôn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho tới mãi mãi. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ xuống trần chủ trương chỉ cứu chuộc người Do Thái mà thôi, vân vân. Và thái độ bộc lộ ghét người phi Do Thái của Giê-xu không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, sách Khải Huyền 7 còn khẳng định là đến ngày tận thế chỉ có 144.000 thuộc 12 bộ lạc Do Thái là được Chúa cho lên thiên đàng mà thôi. Và đó là những người có dấu ấn của Thiên Chúa đóng trên trán. Kinh Thánh viết rõ nhiều người được gọi nhưng chỉ có ít người được chọn. Và Chúa cũng đã phán Matthew 7:21-23, không phải người nào gọi ta là Chúa cũng được vào nước trời. Trong ngày phán xét sẽ có nhiều người kêu nài, thưa Chúa, nhưng tôi đã giới thiệu Chúa cho nhiều người, nhưng đã dùng danh Chúa để đuổi quỷ và làm nhiều phép lạ, như một linh mục Mít ở Úc làm cho tượng bà Marie chảy đầu. Nhưng ta sẽ đáp, ta không hề biết các ngươi, hãy cút đi cho khuất mắt ta, vì các ngươi chỉ làm việc gian ác, có vẻ như các nhà truyền giáo hăng say đi truyền đạo, cũng như các tín đồ Kitô giáo cố gắng dụ người khác vào đạo, chưa bao giờ đọc đến câu này. Vậy thì những sắc dân phi
Do Thái, trong đó có Việt Nam. Mong cái gì ở Giê-xu? Tôi không hiểu các nhà trí thức Việt Nam không phải là người Do Thái theo Cato Roma, cũng như Tin Lành, có biết đến những điều này hay không? Quý vị có bao giờ được nghe những đoạn này giảng trong kinh nhà thờ hay không? Cho nên tôi thật thương hại những người không phải là dân Do Thái mà cứ sống trong ảo vọng, mơ tưởng rằng sẽ được Giê-xu cứu rỗi và cho mình là một cuộc sống đời đời trên thiên đường trước nhan Thánh Chúa. Một luận điệu bịp bợm của giáo hội với câu nguyện tạo trong Tân Ước John 3:2.16 mà tôi đã phân tích và vạch ra những điều mê hoặc trong đó. Người Việt Nam hiển nhiên không phải là người Do Thái, câu này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng thực ra lại rất quan trọng, vì vấn đề chính tôi muốn đặt ra cho đồng bào Việt Nam của tôi là: người Việt Nam có hy vọng được Giê-xu cứu chuộc hay cứu rỗi không? Câu trả lời một chữ là không. Quyết định. Đây không phải là một tôi nói mà là khẳng định của Giê-xu trong Tân Ước qua vài vẫn chứng ở trên. Đọc Thánh Kinh Cựu Ước chúng ta có, cũng như Tân Ước, chúng ta thấy tất cả những chuyện trong đó đều viết về dân tộc Do Thái, các tên Do Thái và một vài vùng đất trong miền Trung Đông. Gia đình thần học Kitô giáo ngụy tạo nên các tín đồ Kitô giáo tin rằng Giê-xu là Chúa cứu thế, có thể ban phát cứu rỗi cho những người nào tin ông ta. Nhưng vì không đọc Tân Ước, chỉ nghe những lời giảng lừa dối của các linh mục, mục sư trên những người phi Do Thái, cho nên có người Việt Nam vẫn tin là mình có thể được cứu rỗi, trong khi thực chất cứu rỗi chỉ là một cái bánh Kitô giáo vẽ trên trời. Vì thiếu hiểu biết, chỉ vì nghe và tin theo những lời rao giảng dối trá của giới linh mục và mục sư, quý vị rơi vào vòng mê tín mà không biết. Đúng như định nghĩa về mê tín như sau: nền tảng của mê tín là thiếu hiểu biết, kiến trúc thượng tầng là đức tin và mái vòm của nó là một niềm hy vọng hão huyền. Mê tín là con đẻ của sự thiếu hiểu biết. Đức Phật cũng đã dạy khiếm khuyết lớn nhất của đời con người là thiếu hiểu biết. Qua phần trình bày ở trên, chúng ta có thể tóm tắt những nét chính về Kitô nói chung, Tin Lành nói riêng. Cuốn Bible của Kitô giáo là loại sách tục tiểu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân, và cuốn Bible phải bọc kỹ và bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi, Ủy ban Đạo đức Hồng Kông. Vatican đã công nhận Big Bang là nguồn gốc vũ trụ. Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Vatican đã công nhận tiến hóa là nguồn gốc loài người. Vatican đã thú nhận là không làm gì có thiên đường trên các tầng mây. Vatican đã thú nhận là không làm gì có hỏa ngục dưới lòng đất. Vai trò Chúa cứu thế cũng như cái gọi là cứu rỗi chỉ là những huyền thoại cần phải dẹp bỏ. Linh mục James Cavanaugh, giám mục John Shelby Spong. Dù tin vào huyền thoại cứu rỗi thì người Việt Nam và những người không phải là Do Thái cũng không bao giờ được Chúa cứu rỗi. Tân Ước Cato Roma giáo họ còn tồn tại vì quần chúng thì ngu muội và linh mục thì xảo huyệt. Tin Lành còn tồn tại vì quần chúng thì mê tín và các mục sư thì ngu muội. Robert Ingersoll kết luận toàn bộ nền thần học Kitô giáo với những quan điểm về Thiên Chúa, thuyết sáng tạo, huyền thoại Adam và Eva, thiên đường và hỏa ngục, vai trò chuộc tội và cứu rỗi của Giê-xu v.v. đều là những luận điệu mê hoặc của những tổ chức buôn thần bán thánh của Kitô giáo ở Tây Phương. Vài suy tư về kết luận. Sự suy thoái của Kitô giáo trên thế giới là một hiện tượng rõ rệt. Ở Mỹ, tỷ lệ Tin Lành như vậy kể là còn rất nhiều, vì ở Âu Châu các nước theo Tin Lành đã trở thành thế tục và ảnh hưởng tôn giáo không còn lại bao nhiêu. Ở Âu Châu, các nhà thờ được rao bán và trở thành những kho chứa hàng, hộp đêm, chung cư, khách sạn, v.v. Không phải là hiếm, ngay cả foyer phát diệm của Việt Nam ở Roma nguyên là nơi để các tu sĩ Việt Nam khi ở
ở khi sang Roma báo cáo hay nhận lệnh công tác, thụ huấn nhồi sọ, nay cũng là một khách sạn cho mọi người. Ở Mỹ cũng vậy, cánh nhà thờ bán đi rồi biến cải thành chùa, thành niệm Phật đường vân vân, cũng không phải là không có. Nhiều trường học Cato phải đóng cửa vì không đủ học sinh nên không kiếm được lời. Có giáo sứ khai gian phá sản để trốn trả tiền phạt các vụ linh mục loạn dâm. Sự suy thoái của Kitô giáo trên thế giới để chứng tỏ rằng những giá trị tinh thần mà Kitô giáo thường rao giảng nay không còn phù hợp với sự hiểu biết về tôn giáo của nhân loại. Nhưng ở một vài địa phương ở Phi Châu, Nam Mỹ và Á Châu, trong những vùng chậm tiến và nghèo khổ, nếu chỉ kể trên con số, Kitô giáo lại có vẻ phát triển. Tuy rằng những con số đó so với mức gia tăng của dân số thì thực sự không phải là một dấu hiệu phát triển. Điều rõ ràng là giá trị tâm linh của Kitô giáo đã không còn là chủ lực tinh thần của thế giới Âu Mỹ. Do đó, những nhà truyền đạo Kitô giáo đang nỗ lực xâm lấn ở một số địa phương ở Á Châu hay Nam Mỹ thực chất chỉ là mang những đồ mà Âu Mỹ đang dần dần phế thải, đến đầu độc những người dân thấp kém ở trong những địa phương này. Điều đáng nói là có một số tín đồ Cato cũng như Tin Lành Việt Nam lại khoe khoang là số tín đồ tôn giáo mình gia tăng, cũng như một số tăng tòng Cato hay Tin Lành cũng khoe khoang là mình được vào trong hội thánh. Họ thường tuyên truyền nay có ông tu sĩ Phật giáo này bỏ Phật theo Chúa, mai có người kia làm chứng lời Chúa vân vân. Nhưng tất cả đều chỉ là những nhân vật vô tên tuổi, không ai biết đến, và phần lớn là thuộc loại đầu óc ngu muội hoặc được bịa ra làm chứng láo. Vấn đề là thực chất là những điều này không phải là những điều đáng khoe khoang, mà trái lại đó là một sự hiểu biểu hiện của sự ô nhục và ngu muội. Tại sao? Vì thử hỏi có gì đáng khoe khoang ở cái chuyện đi nhặt những niềm tin thuộc loại hoang đường mê tín và Âu Châu và Mỹ Châu đang dần dần phế thải về làm của báo cho mình. Âu Châu và Mỹ Châu vốn là cái nôi của Kitô giáo, nhưng ngày nay Kitô giáo ở những phương trời này lại bị phá sản, như học giả Alexander Bokovic đã viết về sự phá sản đạo đức của nền văn minh Kitô giáo và sự phá sản tâm linh của Kitô giáo. Đạo Do Thái trong thời kỳ hậu Kitô, trong khi nhiều người đã thoát ra để tự thanh tẩy ký ức và để dứt bỏ sự dính líu của mình vào một tôn giáo có một lịch sử tàn bạo nhất thế gian, thì có người lại tự đâm đầu vào cái định chế tôn giáo mà lịch sử tàn bạo đẫm máu của nó không ai có thể chối cãi. Đó có phải là điều đáng khoe hay là điều đáng thương hại và tội nghiệp? Nhưng vì không hiểu biết gì về lịch sử của hội thánh của họ, cho nên họ không biết thực chất cái hội là hội thánh của họ. Họ sẽ không khỏi ngỡ ngàng nếu họ biết nước Pháp, trưởng nữ của giáo hội Cato Roma, và Mễ Tây Cơ, một nước hầu như toàn tòng Cato, đã có những biện pháp nào đối với hội thánh Cato. Tin Lành sinh sao để muộn, nhưng bản chất của Tin Lành cũng chẳng khác gì Cato Roma giáo, vì thực tế là hai tôn giáo này đồng sàng nhưng dị mộng. Sau đây là hai tài liệu lịch sử chúng ta còn nhớ trong cuộc cách mạng năm 1789. Pháp, trưởng nữ của giáo hội Cato, đã chính thức đưa lý trí lên bàn thờ Chúa, đã tàn sát trên 17.000 linh mục, 30.000 nữ tu và 47 giám mục, và đã dẹp mọi nơi trường dòng, trường học Cato, những dòng tu, đốt phá nhà thờ, thư viện của giáo hội vân vân. Xin đọc The Dealing and Fall for the Roma Church của linh mục dòng tên Malachi Martin, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Thánh Kinh của Giáo Hoàng và đã phục vụ trong Vatican dưới triều Giáo Hoàng John 23, trang 196. Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang viết, dù rằng có tới 89% dân số Mễ Tây Cơ là tín đồ của giáo hội La Mã, nhưng vào năm 1857, nhân dân quốc gia này cũng vẫn phải theo gương
của các nước Anh, Pháp cương quyết vùng lên làm cách mạng chống Vatican, đạp đổ bạo quyền đạo Phiệt Cato, rồi soạn thảo hiến pháp làm căn bản pháp lý cho tâm linh, cho tăng chính quyền với những điều khoản đối phó với nhà thờ Vatican một cách thẳng tay. Nhưng rồi cách mạng bị phản bội, giống như cách mạng Pháp năm 1789, cuối cùng đến năm 1917, nhân dân Mễ Thê Cơ lại một lần nữa quyết tâm làm cách mạng, tái sử dụng bản hiến pháp năm 1857 và bổ túc thêm một số điều khoản để đối phó thẳng thừng với Vatican, một số cứng rắn hơn. Sự kiện này được sách Thực Chất Đạo Công Giáo và các đạo chúa cùng các tác giả ghi lại như sau: từ hiến pháp năm 1857 đến hiến pháp năm 1917 của Mexico, Mexico cũng như các quốc gia khác ở Trung và Nam Mỹ Châu đều có đại đa số dân theo đạo Công Giáo. Dân số Mexico hiện nay lên tới 100 triệu người. Mặc dù đa số dân là những tín đồ đạo Công Giáo ngoan đạo, nhưng đã hơn một nửa thế kỷ qua, chính quyền Mexico đến nay vẫn tuyệt giao với Vatican. Năm 1857, Quốc hội và Chính phủ Mexico đã đưa ra một bản hiến pháp mang tính chất cách mạng, quyết liệt chống lại giáo hội Công Giáo La Mã. 1. Giải tán tất cả các tu viện nam cũng như nữ. 2. Các nam tu sĩ bị cấm mặc áo dòng khi xuất hiện ở nơi công cộng. 3. Tịch thu toàn bộ tài sản của giáo hội Công Giáo. Tinh thần bản hiến pháp năm 1857 của Mexico được nhiều nước châu Mỹ Latin noi theo. Năm 1917, Mexico sửa lại hiến pháp, nhưng các biện pháp đối với giáo hội Công Giáo vẫn không thay đổi. Nói về cách mạng Mễ Thê Cơ năm 1917, sử gia thân giáo hội là linh mục Simon Conlin ghi nhận như sau: các cuộc cách mạng thời hiện đại đã lật đổ các chế độ quân chủ và nghiền nát tôn giáo. Năm 1917, những cách mạng cộng sản Bolshevik đã lật đổ chế độ Nga hoàng. Hoàng đế Nga và cả gia đình ông đều bị sát hại. Mấy tháng trước thảm kịch này, một cuộc cách mạng bùng nổ ở Mễ Thê Cơ. Cuộc cách mạng Mễ Thê Cơ năm 1917 thi hành bản hiến pháp xã hội đầu tiên trên thế giới, và giáo hội mẹ, giáo hội La Mã bị thiệt hại nặng nề. Chính quyền chiếm giữ nhà thờ và các cơ sở khác của giáo hội trong một cuộc nổi loạn của ác quỷ. Những người cách mạng hủy hoại các chén thánh, những đồ tế lễ và các tác phẩm nghệ thuật về đạo Gia Tô. Tu sĩ và giáo dân Gia Tô ngoan đạo bị hành hạ và bị sát hại. Trong tỉnh Tô Bát Cô, mọi sự đều khó khăn. Viên thống đốc xã hội của tỉnh này đặt tên con là Lenin, Satan và Lucifer. Ông ta phá hủy tất cả nhà thờ, cưỡng bách các tu sĩ phải lập gia đình và hành hạ các tín đồ Gia Tô ngoan đạo. Sách Việt Nam với cuộc giấy loạn hòa bình của giáo chủ Gioan Phaolô Đệ Nhị ghi lại những điều khoản trừng phạt giáo hội La Mã với nguyên văn như sau: hiến pháp Mexico năm 1917 có điều khoản cấm chính quyền đặt quan hệ ngoại giao với Vatican. Tu sĩ Gia Tô không được phép hoạt động chính trị hay mặc áo tu sĩ nơi công cộng, không được phép mở trường học hay làm chủ bất động sản. Vấn đề hiện nay khiến chúng ta phải suy nghĩ là những nỗ lực cải đạo ở Việt Nam của Kitô giáo đồng nghĩa với mang những đồ phế thải của Tây Phương để đầu độc người dân Việt Nam, có thể thành công hay không, thành công đến mức nào và có thể biến nước Việt Nam thành một nước Kitô giáo không. Tôi không đến nỗi bi quan như một vài người mà tôi đã đọc trên Internet. Tôi tin tưởng rằng đó chỉ là một hiện tượng hời hợt, ngoài mặt không đáng kể, vì những lý do sau đây. Thứ nhất là tà không bao giờ thắng được chánh. Đây là một chân lý ngàn đời. Trước sau gì tà cũng phải suy vi, vì trình độ hiểu biết của con người không dặm chân tại chỗ. Tôi nói Kitô giáo đúng như ông cha chúng ta đã nhận định, một là tà giáo. Bất kể Kitô giáo rao giảng thế nào về đạo của họ, thì cái lịch sử đẫm máu của Cato Roma giáo
và tin lành trên thế giới và sự phá sản tâm linh và đạo đức trong giới linh mục, mục sư cũng đã nói lên bản chất tà của Kitô giáo rồi. Bởi vì một tôn giáo chân chính không đúng nghĩa của tôn giáo thì không bao giờ lại có một lịch sử tàn bạo như vậy. Không bao giờ phải giết người để truyền đạo, không bao giờ phải cưỡng bách con người vào đạo, không bao giờ lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn của con người để mua chuộc họ bằng bả vật chất. Không bao giờ tín đồ của tôn giáo đó lại tinh thần phi dân tộc và phản quốc. Thứ nhì, trong suốt 80 năm dưới quyền đô hộ của thực dân Pháp và dưới 9 năm cầm quyền của Ngô Đình Diệm ở miền Nam, Cato Roma giáo ở Việt Nam được mọi đặc quyền, đặc lợi, kể cả quyền đi cưỡng ép người dân vào đạo và tỷ lệ tín đồ Cato trên dân số bao giờ cũng chỉ quanh quẩn ở mức 5-7%. Điều này chứng tỏ Kitô giáo không tương hợp với tinh thần tôn giáo của Việt Nam. Cato Roma giáo đã ăn sâu bám rễ vào Việt Nam mà còn như vậy, huống chi là tin lành mà người dân nay đã rõ đó chỉ là đám người không có đầu óc, mù quáng, tin bướng, tin cà. Thứ ba, những mánh lới cải đạo thiếu văn minh, phi nhân bản của Kitô giáo không có tác dụng gì mấy trên đại đa số quần chúng. Vì người Việt Nam không phải ai cũng ngu muội để tin vào những điều mê tín hoang đường của Kitô giáo. Những điều đã không còn giá trị trên thế giới văn minh tiến bộ của loài người. Ngoài ra, những mánh lới cải đạo đó còn chứng tỏ sự thiếu tự tin của những người đi truyền đạo, cho nên họ muốn nâng cao đạo của họ bằng thủ đoạn hạ cấp, bị đặt xuyên tạc, hạ thấp các tôn giáo khác. Chúng ta đã thấy chuyện này xảy ra nhiều nơi trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Và thứ tư, tinh thần Phật giáo đã thấm vào lòng người Việt Nam. Nó tiềm tàng trong xương tủy hơn 90%. Người Việt bất kể là họ theo tôn giáo nào, không phải là Kitô giáo, xin đừng bao giờ tin vào những con số thống kê về các Phật tử Việt Nam. Bởi vì có rất nhiều người theo đạo Phật nhưng chưa bao giờ quy y và cũng ít khi đi lễ chùa. Hãy tin vào những cảnh như lễ Tam Hợp ở Việt Nam. Số người đi lễ hội chùa Hương, số người đi lễ chùa Bái Đính, số người đón rước Phật Ngọc Hòa Bình, vân vân. Một người bạn về Việt Nam ăn Tết mới trở lại Mỹ và cho tôi biết trong 3 ngày Tết muốn đi chùa Bái Đính mà đi không nổi vì quá đông. Phải mùng 4 mới đi được mà cũng chật vật vì không người, vì đông người. Và điều đặc biệt nhất là phần lớn là những người đi chùa là giới trẻ hay trung niên. Và nhất là Phật giáo Việt Nam sẽ không để yên cho bọn người vô tổ quốc lộng hành. Muốn làm gì thì làm. Các tài liệu về thực chất Kitô giáo sẽ được phổ biến trong quảng đại quần chúng mà Kitô giáo không có cách nào để ngăn chặn nổi. Bản chất của Kitô giáo là không sợ tội lỗi mà chỉ sợ có sự thật. Và sự thật về Kitô giáo sẽ được phơi bày công khai. Đó là lý do chính mà tôi tin rằng sách lược cải đạo của Kitô giáo ở Việt Nam không thể thành công. Vài ngàn người ngu muội đi theo tin lành trên tổng số hơn 80 triệu dân không nói lên điều gì. Nhưng không phải vì không đáng lo mà người Phật tử chỉ biết ngồi hít vào thở ra để mặc cho bọn người truyền giáo hạ căn lộng hành. Trong thời đại này chúng ta không có quyền như vậy. Chúng ta cần phải có mở mang chân trí, vạch ra những thủ đoạn lừa dối của những người truyền đạo. Chúng ta phải phổ biến rộng rãi trong quần chúng thực chất của Kitô giáo về lịch sử giả mang đẫm máu cũng như giáo lý mê hoặc hoang đường của họ. Đây không phải là chuyện chống bán Kitô giáo mà chỉ là chuyện viết về lịch sử và thực chất Kitô giáo như nó đúng là như vậy. Điều mà các bậc thức giả Tây Phương đã làm từ 200 năm nay. Cho nên tôi nghĩ những bài nghiên cứu trung thực về Cato Roma giáo và tin lành thực chất rất cần thiết để mở mang dân trí, để cho người dân biết rõ về các tôn giáo trên. Và do đó hy vọng họ có đủ khả năng để đối phó với những âm mưu và phương cách truyền đạo bất chính của Cato Roma. Tin lành đang ở trong tình trạng đi xuống khắp nơi trên thế giới đa tôn giáo, nhưng lại muốn đầu độc người dân Việt bằng những chuyện thuộc loại mê tín hoang đường lỗi thời. Tôi ước mong
những bậc cao minh ở trong và ngoài nước có lòng với dân tộc, nhất là các bạn trẻ hãy tiếp tay cùng chúng tôi trong nhiệm vụ mở mang chân trí này. Chúng ta hãy làm với tất cả thiện tâm, tuyệt đối không vì thù hận hay vì bất cứ lý do nào khác ngoài sự lương thiện trí thức trong con ruột nghiên cứu mọi khía cạnh của Kitô giáo để phổ biến rộng rãi cùng người dân trong nước cũng như ở hải ngoại. Rất nhiều trí thức Âu Châu đã làm công việc giải hoặc Kitô giáo. Từ nhiều thập niên qua, người Việt trí thức chúng ta nay dấn thân vào con đường này kể ra đã quá muộn màng. Lý do là vì hoàn cảnh đất nước trong hơn một nửa thế kỷ qua không cho phép. Nhưng nay đó là lúc chúng ta phải bắt tay nhau cùng nhiệm vụ bảo vệ nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trước sự xâm lăng văn hóa của Kitô giáo. Một tôn giáo chỉ còn cái vỏ hào quang của quá khứ và đang dần dần bị phế thải ở phương trời Âu Mỹ. Tôi cũng hy vọng nhà nước Việt Nam hãy nghĩ tới tương lai xa của đất nước, đặt trọng tâm trên sự bảo tồn, giữ gìn nền văn hóa truyền thống của Việt Nam và sáng suốt cho phép phổ biến những tác phẩm nghiên cứu về tôn giáo, mọi tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo. Thực ra không có gì phải lo ngại về vấn đề này, vì trình độ người dân Việt Nam ngày nay đã đủ để có thể chấp nhận mọi sự kiện về tôn giáo. Nước Mỹ hiện nay có khoảng 50% Tin Lành và 20% Cato. Nước Pháp có khoảng 80% theo Cato Roma giáo, theo truyền thống gia đình, nhưng số người đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật chưa tới 5%. Khoan nói đến ngày thường, nước Anh phần lớn theo Anh giáo và cái ổ vô thần với những biện pháp giải hoặc Kitô giáo đều phát xuất từ đây. Nước Đức có 34% là Tin Lành, 34% là Cato Roma, vân vân. Nhưng trong các nước này có tràn ngập những tác phẩm nghiên cứu về Kitô giáo nói riêng, về mọi tôn giáo nói chung, được phổ biến rất rộng rãi và tuyệt đối không xảy ra vấn đề xung đột giữa các tôn giáo hay các hệ phái Kitô giáo khác. Đây là một tấm gương mở mang dân trí mà Việt Nam cần phải noi theo trong thời đại mới ngày nay. Nhà nước chủ trương đoàn kết, đại đoàn kết một cách thiếu suy nghĩ về tôn giáo, nhưng có thành công, đại thành công hay không lại là chuyện khác. Trong thời đại ngày nay, những tác phẩm nghiên cứu hàng lâm về Kitô giáo cần phải được phổ biến rộng rãi, không có lý do gì mà phải ngăn chặn che giấu trước người dân Việt Nam. Tại sao người dân lại không được quyền biết, sợ chia sẻ, chia rẽ trong đại khối đoàn kết hay sao? Chẳng lẽ trình độ người dân lại yếu kém đến thế hay sao? Vì tương lai dân tộc, vì người dân cần phải biết như là một phần quan trọng trong bộ kiến thức thời đại. Đây chính là cái chìa khóa để tạo sự hòa hợp trong đại đoàn khối đại đoàn kết dân tộc, cùng lúc ngăn chặn bọn cuồng tín tôn giáo tiếp tục lừa dối người dân bằng những luận điệu mê hoặc hoang đường qua những mánh khóe truyền đạo hạ cấp bất kể liêm sĩ. Mặt khác, trình độ hiểu biết của người dân trong thế giới Âu Mỹ đã đến mức từ các bậc lãnh đạo tôn giáo trong tổng mục, tổng giám mục, giám mục, linh mục cho tới các tín đồ Kitô giáo có hiểu biết, không còn tin được những điều mê tín ngụy tạo trong Kitô giáo, những điều chỉ hợp với những đầu óc trong thời trung cổ hoặc đầu óc kém mà đa số thuộc những tầng lớp thấp nhất của xã hội. Họ cũng đã thấy rõ những sai lầm về thần học và khoa học của Kitô giáo và sự suy sụp đạo đức trong giới chăn chiên. Cato cũng như Tin Lành, hơn 70% số tín đồ của Cato giáo thuộc các nước trong thế giới thứ ba, điển hình là ở Nam Mỹ, Phi Châu, Phi Luật Tăng và một vài vùng lẻ tẻ ở Á Châu. Đa số người còn lại trong Kitô giáo nói chung là vì truyền thống gia đình và xã hội, và đặc biệt là không biết gì về thực chất của Kitô giáo ngoài những điều được nhồi sọ từ nhỏ trong nhà thờ và ở trong gia đình bởi các bậc cha mẹ vốn cũng đã bị nhồi sọ từ nhỏ như họ. Cho nên chúng ta không lấy làm gì lạ khi thấy Kitô giáo phải bành trướng sang các vùng đất mới, những vùng kém mở mang và dân trí còn thấp. Dân chúng nơi đây làm miếng mồi ngon cho các nhà truyền giáo, chỉ cần một chút giúp đỡ vật chất là có thể lôi kéo người dân thấp kém vào trong trồng của Kitô giáo. Và vì trình độ thấp kém của những người dân nơi đây, cho nên họ rất dễ bị xúi dục sách động gây rối
hy vọng vào những hứa hẹn bịp bợm, lừa dối của bọn người truyền giáo mà trình độ hiểu biết của họ không thể phân biệt đâu là chân thật, đâu là giả dối. Đây là sách lược toàn cầu của Kitô giáo nỗ lực tuyên truyền đạo đa năng gia tăng ở những vùng nghèo khổ ở Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc và gần đây ở An Phú Hãn. Sau Mỹ tấn công An Phú Hãn, có dấu hiệu các nhà truyền giáo đã tới Iraq. Một điều rõ rệt là Kitô giáo không thể truyền đạo thành công trong các cộng đồng thành thị có mức sống kinh tế cao, hoặc trong khuôn viên các trường trung học hay đại học. Thống kê ở Mỹ cũng cho biết trình độ học thức càng cao thì càng ít tin vào Chúa cũng như tin vào những điều mê tín trong Kitô giáo. Thành phần ít học nhất chiếm đa số những tín đồ Kitô giáo. Chúng ta chỉ cần quan sát đám thính giả của những nhà truyền bá phúc âm trên TV là thấy rõ điều này. Một số nhà truyền bá phúc âm trên TV này đã ngồi tù vì đã khai thác sự yếu kém của tín đồ, kiếm tiền bạc triệu để sống xa hoa trong giàu sang. Nhiều nhà phê bình và trí thức đã đưa ra nhận định Kitô giáo thu hút tín đồ không phải là vì triết lý, giáo lý hay đạo đức của Kitô giáo, mà phần lớn là vì bả vật chất và những hứa hẹn có tính cách lừa dối của Kitô giáo trước đám người nhẹ dạ cả tin, hy vọng có thể ăn một cái bánh vẽ trên trời. Chúng ta thấy rõ vấn đề cải đạo ở Việt Nam không phải là truyền đạo hay tự do tín ngưỡng, mà là vấn đề xâm nhập tôn giáo với ý định tiêu diệt các nền văn hóa khác. Vấn đề gây rối chia rẽ trong các cộng đồng của những nhà truyền giáo Kitô bảo thủ cuồng tín. Những vấn đề này liên hệ với chính trị quốc gia và an sinh xã hội. Cũng vì vậy cho nên nhiều nước đã có những biện pháp ngăn chặn sách lược truyền đạo của Kitô giáo, ngăn chặn sách lược truyền đạo gây rối, gây chia rẽ, mạ lị các tôn giáo khác, phá bỏ tinh thần quốc gia v.v. của Kitô giáo không phải là vi phạm tự do tôn giáo hay tự do tín ngưỡng, mà chính là một nhiệm vụ tối quan trọng của các chính quyền địa phương muốn bảo tồn sự hòa hợp tôn giáo, bảo tồn nền văn hóa quốc gia. Sự nguy hại của sách lược truyền đạo Kitô giáo không thuộc vấn đề tín ngưỡng thuần túy, mà liên hệ nhiều đến vấn đề chính trị và xung đột tôn giáo. Chúng ta nên biết ở Ấn Độ cũng như ở Thái Lan, các nhà truyền giáo Kitô đã phổ biến những tài liệu mạ lị các tôn giáo khác là loáng thoáng. Cũng thấy ở Việt Nam, chúng ta cũng đã biết Giáo hội Phật giáo Thái Lan đã từng có văn thư chính thức phản đối Giáo hoàng John Paul đệ nhị vì những hành động bất chính của Kitô giáo để phá ngầm Phật giáo. Cũng ở Thái Lan, nhiều mục sư bảo thủ tin lành đã thường xuyên phát ra những tài liệu truyền giáo mô tả Thái Lan là địa hạt của Satan, rằng 99% dân Thái Lan bị câu thúc bởi ma quỷ vì ở Thái Lan chưa tới 1% theo Kitô giáo, lên án Phật giáo là thờ hình tượng và là một tôn giáo yếm thế một cách vô vọng, và chấp chặt là không có sự mặc khải Kitô giáo thì không hiệp thông được với God. Trong khi God của họ trong cuốn Bible chỉ là một nhân vật huyền thoại Do Thái, một nhân vật có tính tình khủng khiếp, độc ác, ưa trả thù, đồng bóng và bất công, là một nhân vật xấu xa đáng ghét nhất trong mọi chuyện giả tưởng, ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế. Một kẻ nhỏ nhen, lặt vặt, bất công, có tính đồng bóng, tự cho là có quyền năng và bất khoan dung, một kẻ hay trả thù, một kẻ khát máu diệt dân tộc khác, một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực của cải và toàn năng, thích thú trong sự đau đớn và những trò tàn ác bạo dâm, là kẻ hiếp đáp các ác ôn bất thường. Ở Việt Nam cũng đã thấy xuất hiện vài tác phẩm xuyên tạc giáo lý Phật giáo,
hoặc chê bai nền văn hóa truyền thống của dân tộc. Những thủ đoạn bất chính của những nhà truyền giáo Kitô và những tân tông ngu muội bản địa đã gây nên nhiều phản ứng ở khắp nơi trên thế giới. Một trong những thủ đoạn này là dùng tiền bạc vật chất để lôi kéo, nếu không muốn nói là ép. Theo đạo có gạo mà ăn. Những người ngoại đạo đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn về vật chất phải theo đạo, lộ liễu đến mức một ủy ban điều tra những hoạt động của các giáo sĩ thừa sai tại Ấn Độ đã phải đưa ra một khuyến cáo sau đây trong cuốn Tín ngưỡng của những người khác. Trang 107, của giáo sư Wilfred Canwell Smith, một nhà thần học Kitô giáo nổi tiếng, giáo sư môn tôn giáo thế giới, giám đốc trung tâm nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Harvard, nên yêu cầu những nhà truyền giáo mà các mục tiêu chính của họ là cải đạo người khác phải rút lui. Số lượng nhiều các nhà truyền giáo ngoại quốc chỉ gây ra nhiều rắc rối phiền phức không ai mong muốn, và phải kiểm soát kỹ sử dụng các dịch vụ y tế hay chuyên môn như là phương tiện trực tiếp để dụ người khác vào đạo phải cấm bởi luật pháp. Mọi tôn tín dùng vũ lực hay lừa gạt gian dối hay đe dọa bằng những cách bất chính hay giúp đỡ tài chính hay mọi sự trợ giúp khác, hoặc bởi những phương tiện hay hứa hẹn lừa gạt gian dối, hoặc bằng sự giúp đỡ tinh thần và vật chất, hoặc lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm hay lòng tự tin của bất cứ nơi nào, hoặc bằng cách khai thác nhu cầu sự yếu kém về tâm linh, tinh thần hay nhẹ dạ của bất cứ người nào, hoặc đương đại cương là mọi toan tính hay nỗ lực dù thành công hay không, trực tiếp hay gián tiếp thâm nhập vào ý thức tôn giáo của con người dù đã trưởng thành hay còn vị thành niên, thuộc tín ngưỡng khác với mục đích thay đổi ý thức tôn giáo hay tín ngưỡng của họ để cho hợp với ý tưởng và niềm tin của phe đi dụ người ta vào đạo phải tuyệt đối cấm. Những đề nghị trên rất thiết thực và hợp lý, hy vọng nhà nước Việt Nam có thể đưa ra cho ra Quốc hội một đạo luật ngõ hầu có thể giới hạn sự xâm nhập cũng như kiểm soát chặt chẽ hành vi của các nhà truyền giáo Kitô bất cứ thuộc quốc tịch nào trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề không hẳn là đơn giản. Chính sách của nhà nước là một chuyện, mà thực sự là chính sách lại là một chuyện khác. Tham nhũng là một yếu tố có tác dụng vô hiệu hóa chính sách của nhà nước. Trong tình trạng ngày nay, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ nhà nước đã không ý thức được tầm quan trọng của những quyết định không hợp lý, thiên vị của các bộ, sở hoặc địa phương có thể có ảnh hưởng lâu dài đến nền văn hóa và tương lai dân tộc. Thí dụ những tên tội đồ của dân tộc như Nguyễn Trường Tộ, Petrovsky, Alexander Roth, v.v. vẫn tiếp tục được đặt ngang hàng với các danh nhân lịch sử Việt Nam, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường phố, trường học, v.v. và được ca tụng qua sách báo. Bất kể là sự thật về những nhân vật này đã được phơi bày với đầy đủ bằng chứng, chính quyền địa phương cũng làm ngơ trước tuyên ngôn phục linh liếu láo hỗn xược của nhóm Tin Lành. Tuy vậy, tôi vẫn lạc quan vì có nhiều tăng ni Phật tử đã lên tiếng trước vấn nạn cải đạo của Tin Lành và Kitô. Đây là điều rất đáng mừng, và tôi hy vọng Phật giáo Việt Nam chỉ thiền chứ không ngủ. Phật giáo dính liền với dân tộc, cho nên Phật giáo phải có trách nhiệm với dân tộc về vấn nạn cải đạo trên. Phật giáo Việt Nam từ trên xuống dưới phải áp dụng tinh thần vô úy của Phật giáo trong nhiệm vụ chống lại những kế hoạch cải đạo hạ cấp của Kitô giáo. Phật giáo là tôn giáo của trí tuệ. Vậy chúng ta hãy dùng trí tuệ để chuyển hóa sự mê tín và giúp cho người dân ra khỏi cảnh ngu muội của đức tin mù quáng của Kitô giáo. Chúng ta đừng quên là trong Phật giáo có chân đế và tục đế, và tuyệt đại đa số chúng ta sống trong tục đế phải đối diện với những vấn nạn trong xã hội và phải tìm cách giải quyết những vấn nạn đó. Quan điểm Phật giáo nhập thế đã có từ lâu, chúng ta không có quyền quên lãng, lơi là. Chúng ta cần nhận thức rõ hiểm họa của Tin Lành không phải là ở chỗ tín đồ Tin Lành thì mê tín và các mục sư Tin Lành thì ngu muội,
theo như nhận định của Ingolson, mà là ảnh hưởng tác hại khi tên lành dùng mọi thủ đoạn và dựa vào ưu thế về kinh tế và quân sự nếu có thể để áp đặt sự mê tín và ngu muội trên những cộng đồng yếu kém về kinh tế vật chất, và từ đó tạo nên một lực lượng chính trị để làm áp lực hoặc khuynh đảo các chính quyền địa phương sau bình phong. Chiêu bài tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, nhân quyền mất chỗ đứng hay ít ra là không thể ép buộc tư tưởng người dân và chính quyền trong những xã hội văn minh tiến bộ ở Âu Châu. Tin lành đang tìm cách xuất cảnh những đồ phế thải trong những xã hội văn minh tiến bộ này sang các quốc gia yếu kém về kinh tế, ra công tuyển mộ những tín đồ không có mấy đầu óc, với hy vọng có thể đưa người dân trong những nước kém mở mang gật gùi giật lùi trở về thời đại thần quyền đứng trên thế quyền ở Âu Châu khi xưa. Hiểm họa tin lành là một sự kiện rõ như ban ngày, khó ai có thể chối cãi. Người Việt chúng ta có nên ngăn chặn cái hiểm họa này. Cái tế bào ung thư này lan rộng trong xã hội lành mạnh về tâm linh của chúng ta hay không? Tôi nghĩ con cháu Lạc Hồng quyết không để con cho con cháu của dòng Do Thái Adam và Eva đưa chúng ta ra trở lại thời bán khai dưới bất cứ dưới hình thức nào. Và đây chính là trách nhiệm bảo vệ nền văn hóa Việt Nam của nhà nước Việt Nam ngày nay, của các chính quyền Việt Nam mai sau, của toàn dân Phi Kitô trong nước và của người dân Việt Nam yêu nước trên khắp thế giới. Mở mang dân trí, cập nhật hóa kiến thức thời đại, đây chính là một nhiệm vụ quan trọng trong thời đại ngày nay, không chỉ riêng của chính quyền mà là nhiệm vụ chung của mọi người dân Việt Nam nào còn có lòng với dân tộc đất nước, còn trân quý truyền thống văn hóa và tôn giáo của Việt Nam. Tôi hy vọng với ý thức, nhất là giới trẻ ngày nay, hãy nhận thức rõ tầm quan trọng của lĩnh vực văn hóa này, vì lợi ích của mọi người và vì tương lai của dân tộc và đất nước, chúng ta hãy cùng nhau tích cực hoạt động trong đường hướng mở mang dân trí, giúp người dân nhận thức được những sự thật về các tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam. Chúng ta hãy thể hiện hạnh từ bi trong nhiệm vụ này. Từ là cho vui, bi là cứu khổ, giúp cho người dân mở mang đầu óc, cập nhật hóa kiến thức thời đại, nhận rõ chân thực, là mang đến cho họ một nguồn vui vô tận, giúp cho người dân nhận rõ chân giả tỉnh thức, không bị huyễn hoặc bởi những điều hoang đường mê tín, cắt bỏ lòng sợ hãi thần quyền và thoát khỏi một tâm cảnh nô lệ ngoại quyền. Đó chính là cứu khổ. Quý độc giả nào không đồng ý xin mời lên tiếng. Trần Trung Ngọc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, vì bài viết này khá dài.